chúng ta luôn. Các bạn không có được sa nhãn, sẵn cái cồn trong lớp bạn, các bạn cứ luyện luôn. Các bạn mà không luyện thì không biết khi nào các bạn có luyện được. Vì cái thói quen mặc nhiên, khi chúng ta ra ngoài rồi, chúng ta cứ nhìn sản phẩm mới có mắt gì cấu tạo. Bây giờ bạn nhìn cái ghế này, bạn thấy nó cái miếng quán đúng không? Bạn thấy nó cái chùm sạch có phải không? Đó là bạn đang nhìn cái mắt mới, cái ánh mắt gì? Cấu tạo nên cái miệng bạn cứ thốt ra ngôn ngữ vậy. Cấu tạo. Bạn không có quen nhìn cái ánh mắt với cái cáp nhìn là lỗi. Lỗi thì cái lưng kiểu này nó mang lại lỗi gì? Cái này nếu mà làm bằng quán thì lỗi gì? Mình, nếu mà nó làm bằng kiếm mắt thì nó lỗi gì? Chúng ta không có quen cái cách nhìn đó. Nên cái cách chúng ta nói, chúng ta cứ nói gì về vậy? Cấu tạo chúng ta phải nhìn cái con mắt là lỗi á. Thì chúng ta mới diễn giải bằng lỗi đó được. Chúng ta cứ nhìn cái con mắt cấu tạo, chúng ta không bao giờ chúng ta diễn giải bằng lỗi được đó. Ồ các bạn, cái sự khác biệt của người biết bán hàng và người không biết bán hàng là cái người kia luôn nói gì đó, người ông này cứ luôn nói về cấu tạo. Khác nhau đâu đó. Và cái người này mà họ biết bán hàng đó là họ bán hàng được quá. Họ cứ nói ra họ hàng, cái miệng họ mở ra là có người mua. Còn cái ông kia chuyên môn rất giỏi, mọi thứ rất giỏi, nói kiểu gì người ta không mua. Có phải vậy không bạn? À, nên là chúng ta phải tập trung để chúng ta có phát hiện ra rồi. Bây giờ lợi ích nè, lợi ích kỹ của cái màn hình cảm ứng. Ok rồi, bây giờ tất cả chúng ta nếu cái ý nào chúng ta giống nhau chúng ta không nói lại nữa. Thế các bạn đồng ý điều nào? Chúng ta chỉ nói ý khác. Rồi bây giờ bạn nào xung phong lên nói lợi ích trước. Rồi. À, các bạn ghi lại các bạn xem lợi ích nha. Chỉ có một công dụng mà bạn thấy lợi ích nó như nào. Em nói trước. Lợi ích. Nói nhanh đi. Rồi. Lợi ích nhất của nó lại. Vậy. Nhớ trả lại. Các bạn, đây là điện thoại tôi đang cầm, đây là một cái điện thoại cảm ứng đấy, hiện tại thì cái điện thoại này, cái màn hình cảm ứng thì mọi người thấy như thế nào? Tôi thấy cái giá trị đầu tiên mà tuyệt vời của nó đó là nó có diện tích nó nhiều, bởi vì nó thu hẹp được cái, nó bỏ đi được cái những cái bàn phím và cái màn hình, thì cái nó là nó cho được cho người sử dụng là cái toàn màn hình. Và như vậy á thì cái khi mà ta sử dụng được thì nó ứng dụng được nhiều hơn. Cái chỗ này bạn đang nói về công dụng hay lợi ích? Bên cầu tao câu tạo công dụng chưa có được. Bạn nói có ý đúng rồi đó. Nhưng mà nó chưa lọt ra được vậy. Lợi ích chưa nói. Tức là bạn nói được là cái màn hình cảm ứng nó làm cho gì, cái màn hình của chúng ta vậy? Nó rộng nhưng nó vẫn là cứ cái câu vậy. Câu tạo chẳng có câu phải nào lợi được đó. Rồi. Ok chưa? Rồi. Cái lợi thứ hai mà tôi chưa, hồi nãy chưa phải ớt lợi. Hồi nãy là cáo tạo 155. Và cái lợi thứ nhất là cái màn hình rộng. Và cái màn hình cái rộng này được chúng ta cái thực hiện những cái thao tác, và chúng ta cái khi chụp hình nữa thì sẽ xem được cái dung lượng nó tốt hơn, và khi mà thao tác á nó được nhiều những cái tiện ích, những cái công cụ. Ông này ông hiểu này, nhưng mà ông diễn đã được, các bạn không phải hiểu được đâu. Ông diễn đã vô cùng rối đâu, tức là ông hiểu, tức là cảm nhận ra được rồi, mà giờ nói làm sao nói hảo được, các bạn được, nhưng mà hiểu là có hiểu rồi đó. Rồi các bạn nốt vô, nó từng bước, tất cả mọi người bước nha, bạn bước là các bạn bước.